Bây giờ là 19 giờ của ngày thứ sáu cuối tuần 27 Tây tháng 10 2023. Còn vài ngày nữa thôi là vào thu rồi và sẽ đổi giờ. Bớt đi một giờ. Dữ không? Suốt cả tuần nay trời u ám mưa hoài. Bây giờ qua thăm gà con Đình Sĩ trước mặt nhà ga. Ta thấy được trăng tròn thích quá thôi. Lâu lắm rồi mới được thấy đó nha. Đâu rồi nó đâu, nó đâu? Đây, nó đây. Ngày mai người ta nói sau 21 giờ 30 phút mà nếu như thời tiết đẹp như ngày hôm nay thì ta sẽ thấy mặt trời ăn mặt trăng. Hay là theo mẹ gà nói là mặt trời xuống đi ngang qua hôn mặt trăng một cái cho cái mặt trăng nó tối sầm luôn. Thôi quay lại một chút trăng tròn của ngày 27 Tây tháng 10 2023. Đẹp quá. Ta vốn dĩ là bị trăng thôi miên. Hèn chi mấy ngày nay không ngủ được. Tuy rằng bầu trời mưa không thấy trăng nhưng mà tự nhiên cái cảm giác khó tả, không ngủ được. Lăn qua lăn lại và cuối cùng đúng như vậy, ta bây giờ mới biết đó là trăng tròn. Thôi, ngày mai ta sẽ canh sau 21 giờ 30 tới 10 giờ 22 giờ 15 là sẽ thấy mặt trời đi tới thăm mặt trăng và hôn cho một cái tối sầm mặt luôn. Môn phiên tịch của Thụy Sĩ. Xin chào nha, chào 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 mặt trăng thật đẹp của ta cuối tháng 10 vào thu.